Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, trong hoàn cảnh vệ sinh an toàn thực phẩm kém như hiện nay, thông tin về thịt lợn nuôi bằng cám tăng trọng, tiêm tạp chất độc hại, gây ung thư đang khiến nhiều bà nội trợ phải lo lắng. Vậy nên, họ đã trang bị cho mình những kiến thức để có thể loại bỏ hóa chất, chất độc hại có trong thực phẩm. Và thói quen dễ gặp nhất đó chính là trần thịt qua nước sôi trước khi nấu. Với cách làm này, họ tin rằng chất lượng thịt đã được đảm bảo, tươi ngon hơn. Nhiều người không chỉ trần một lần, mà đối với thịt không ngon, họ còn trần lại từ 2 đến 3 lần cho yên tâm. Thế nhưng, theo các chuyên gia dinh dưỡng, những thói quen tưởng là tốt như vậy lại tai hại hơn chúng ta tưởng tượng. Chẳng những không loại bỏ được hóa chất có trong thịt, mà ngược lại, sai lầm nghiêm trọng này còn khiến cho thịt hấp thu nhiều chất độc hại hơn, khiến cả nhà bạn ăn trọn độc tố, sức bệnh đầy thân. Ngoài sai lầm trần thịt trước khi nấu, thì các bà nội trợ vẫn vô tình mắc phải rất nhiều sai lầm khác khi luộc thịt. Trong video ngày hôm nay, An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ tới quý vị những thói quen tai hại khi luộc thịt, khiến độc tố ngấm vào bên trong, hại độc sức khỏe của bạn và cả những lưu ý khi luộc thịt. Và đừng quên, An Tâm Sống Khỏe sẽ lên sóng video vào mỗi 11 giờ và 19 giờ ở tất cả các ngày trong tuần. Hãy nhanh tay ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào quý vị nhé. 1. Đổ nước lạnh vào nồi khi đang luộc thịt. Thói quen phổ biến khi nấu nướng mà nhiều bà nội trợ vẫn làm. Thịt luộc là một trong những món ăn đơn giản, dễ làm nhất trên mâm cơm hàng ngày của gia đình bạn. Để luộc thịt, thông thường chúng ta thường rửa sạch, cho thịt vào nồi, đổ nước vào và luộc thịt cho đến khi chín. Trong quá trình luộc thịt, nhiều bà nội trợ vì một số lý do thường đổ thêm nước lạnh vào nồi luộc thịt đang sôi sùng sục. Thịt luộc là một trong những món ăn đơn giản, dễ làm nhất trên mâm cơm hàng ngày của gia đình bạn. Thường thì khi đun một lúc, bạn mở nắp nồi và phát hiện cạn nước, bắt buộc phải cho thêm nước vào nồi luộc thịt. Điều này thường áp dụng trong trường hợp miếng thịt vẫn chưa chín, còn ra nước màu hồng trong khi nước thì đã cạn gần hết. Trong trường hợp này, chúng ta thường ngay lập tức cứu nguy cho miếng thịt bằng cách đổ nước vào nồi, thông thường là nước lạnh, nước lấy ngay ở vòi rửa gần bếp nấu. Đa số các bà nội trợ chỉ dừng lại ở việc luộc thịt chín, chứ ít ai để ý đến mặt lợi, mặt hại của việc luộc thịt theo cách này như thế nào. Thực tế thì hành động tưởng chừng vô cùng nhỏ bé này lại biến miếng thịt luộc trở thành món ăn có lượng chất dinh dưỡng giảm đi đáng kể. Vô hình chung, việc chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình của bà nội trợ bỗng trở nên vô ích. 3. Dùng dao chung khi thái thịt sống và thịt chín. Đây là sai lầm phổ biến mà nhiều bà nội trợ mắc phải. Nhiều người thường dùng chỉ một dao và một thớt để thái cả thịt sống lẫn thịt chín. Điều đó vô tình khiến các vi khuẩn từ thịt sống bám qua bề mặt thớt vào thịt chín khi ăn vào cơ thể, sinh ra nhiều bệnh tật. Hãy để riêng thớt thái thịt sống và thớt thái thịt chín. Nếu có thể, hãy dùng thêm một loại thớt khác để thái rau quả và thay thớt theo khuyến cáo từ 3 tới 6 tháng hoặc khi thớt có dấu hiệu bị mòn, nứt vỡ, v.v. 4. Dã đông sai cách. Đa số mọi người có thói quen dã đông thịt lợn bằng cách bỏ từ tủ lạnh ra nhiệt độ phòng và chờ tới khi thịt mềm thì chế biến. Tuy nhiên, dã đông như vậy làm mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, nhiệt độ phòng chính là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi. Ngoài ra, một số người muốn dã đông nhanh còn ngâm thịt trong nước nóng. Tuy nhiên, cách này làm cho vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn và làm thịt mất chất. 5. Để thịt trong ngăn lạnh quá lâu. Các chuyên gia y tế của Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến cáo không nên giữ các loại thịt hải sản trong ngăn lạnh quá 2 ngày vì sẽ dễ làm thịt bị đông cứng và mất hết dưỡng chất. Ngoài ra, thịt không bảo quản trong ngăn đá mà để ở trong ngăn lạnh quá lâu cũng sẽ dễ dàng phát sinh các vi khuẩn gây hại. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm lỏng lẻo như hiện nay, để bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình, bạn nên trang bị cho mình cách nhận biết đâu là thịt lợn sạch, đâu là thịt lợn nhiễm sán, nhiễm bệnh hay thịt lợn tăng trọng, tránh tiền mất, tật mang. An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ với quý vị cách để nhận biết thịt lợn bẩn chỉ bằng mắt thường khi đi chợ. Mời quý vị cùng An Tâm Sống Khỏe tìm hiểu trong phần tiếp theo của video. 1. Thế nào là thịt lợn sạch theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm? Theo các cơ quan chức năng, thịt lợn sạch là thịt phải đảm bảo được 3 tiêu chuẩn là sạch về mặt lý học, hóa học và sinh học. Về mặt lý học, trong thịt không được có lẫn những vật nào ngoài thành phần của thịt. Ví dụ như có thể là mẩu kim gãy còn dắt vào trong thịt do con vật bị tiêm chích khi còn sống. Về mặt hóa học, thịt không được có các chất tồn dư của thuốc hoặc những hóa chất mà con vật ăn vào. Chất tồn dư của thuốc phổ biến ở trong thịt là kháng sinh. Các loại hóa chất tồn dư khác có thể là các kim loại nặng như chì, arsen, thủy ngân, cadmi, v.v. do nguồn nước uống bị ô nhiễm.
kháng sinh tồn dư trong thịt gia súc hiện nay phổ biến bởi do sử dụng thức ăn bổ sung chứa kháng sinh không được kiểm soát và thời gian ngưng dùng kháng sinh để giết mổ không được đảm bảo an toàn. Nhiều tồn dư kháng sinh như ampicillin cao hơn tiêu chuẩn cho phép của châu Âu hàng nghìn lần, hoặc có loại kháng sinh như chloramphenicol nhiều nước đã cấm dùng nhưng vẫn có trong nhiều mẫu thịt. Về mặt sinh học, thịt sạch là thịt không có ký sinh trùng và vi trùng. Hai loại ký sinh trùng nguy hiểm thường có trong thịt động vật là giun bao và sán dây. Nếu chúng ta ăn thịt bị nhiễm giun bao do không nấu kỹ, trứng giun bao không chết vào ruột nở thành giun rồi qua vách ruột theo máu đi đến cơ, nằm lại ở cơ, gây đau nhức cơ, có thể dẫn đến tử vong. Trứng sán dây cũng nằm trong cơ thịt động vật như thịt gạo, chúng ta ăn phải thịt này. Trứng vào ruột sẽ nở thành sán trưởng thành, bám chắc vào thành ruột, tranh giành các chất dinh dưỡng và làm cho chúng ta gầy yếu, bệnh hoạn. Ngoài ra, các loại vi khuẩn nguy hiểm có trong thịt thường là Salmonella, Campylobacter, E. coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Clostridium spp, virus đường ruột, v.v. Chúng có khả năng gây ngộ độc cho con người. 2. Cách phân biệt thịt lợn sạch với thịt lợn bẩn theo tiêu chuẩn của người dùng. 1. Thịt lợn sạch đơn giản là thịt con lợn không nuôi bằng cám tăng trọng và không bị tiêm thuốc tạo nạc. Tết, tôi về quê thường thấy các gia đình hay nuôi chung một vài con lợn để dành mổ ăn Tết. Con lợn ở quê ăn cơm thừa canh cặn, thức ăn từ cám ngô, cám gạo, nói chung là cám công nghiệp chứ không phải cám tăng trọng. Được thả cho chạy tung tăng ngoài vườn, ăn rau sạch và uống nước suối. Những chú lợn này thường có trọng lượng không lớn, dao động từ 50 tới 60kg. Trong thời gian nuôi khoảng từ 6 tháng tới 1 năm, có giống lợn to thì có thể nặng tới 100kg. Chúng mang những đặc điểm sau đây. Thịt lợn có lớp bì dày, lớp mỡ cũng dày hơn thịt lợn bình thường. Một vài phần như thịt ba chỉ hay thịt mông nhiều mỡ. Khách hàng của tớ khi mua thịt lợn sạch lần đầu thường rất hay kêu ca về vấn đề thịt mỡ. Tuy nhiên, khi chế biến thì sẽ thấy sự khác biệt. Lớp mỡ tuy dày và nhiều nhưng có màu trắng, ăn giòn và không ngấy như thịt mỡ lợn nuôi bằng cám tăng trọng. Thịt lợn sạch khi luộc nước rất trong, không có váng bẩn, khi rang không ra nhiều nước, không sủi váng, có mùi thơm, thớ thịt nhỏ, thời gian chế biến nhanh hơn. Nếu bát canh có màu hơi đục, mùi vị hôi, có chấm mỡ li ti thì có nghĩa đó là miếng thịt kém tươi, bị ôi. Thịt lợn sạch thực sự có thể cảm nhận cảm quan bằng mắt thường về hình thức hay khi sử dụng sản phẩm đã chế biến. 2. Tuy nhiên, có phải cứ thịt lợn sạch thì phải có nhiều mỡ? Không phải, vẫn có thịt lợn nạc do giống lợn chứ không phải do bị tiêm chất tạo nạc. Các nhà nghiên cứu cho biết thịt lợn nạc trên thị trường hiện nay chủ yếu là do giống lợn siêu nạc và lợn lai. Người tiêu dùng không nên nhầm lẫn và đánh đồng thịt lợn giống siêu nạc và thịt lợn siêu nạc do hóa chất. Các giống này được nhập từ nước ngoài đã được các cơ quan có chức năng về chăn nuôi nghiên cứu và chấp nhận được chăn nuôi và tiêu thụ ở Việt Nam. Các loại thịt lợn này cũng có tỷ lệ nạc cao, thậm chí mỡ dưới lớp bì không có. Trong trường hợp này, chắc chỉ có cách ăn và cảm nhận như phần trình bày nói trên. 3. Vậy phân biệt thịt lợn bẩn bằng cách nào? Theo kinh nghiệm của những bà nội trợ tinh ý, thịt lợn thường có màu hơi hồng, không đỏ rực. Nhìn vào phản thịt, thấy cả nạc và mỡ, chứ không phải toàn nạc. Mỡ và bì càng dày, chứng tỏ lợn được nuôi lâu, không ăn cám tăng trọng. Màu mỡ trắng phau chứng tỏ con lợn khỏe mạnh, không ốm. Thịt lợn sạch khối thịt rắn chắc, có độ đàn hồi cao, các thớ thịt đều, khi chế biến có mùi thơm, không bị ra nước, thậm chí còn nở hơn. Lợn nuôi bằng thức ăn chứa hóa chất, da có độ căng khác thường, trương mỏng, có cảm giác như ứ nước bên trong, trên da còn xuất hiện đốm đỏ. Lợn siêu nạc có phần nạc gần sát với da, có nhiều cục nạc u lên, mỡ ít, chỉ mỏng khoảng 0,4cm. Thịt có màu đỏ như thịt bò, khi nấu nướng bị mất chất béo. Bên cạnh đó, đối với thịt lợn đã bị ôi, một số người bán hàng thường tẩm ướp hàn the, muối diêm v.v. để đánh lừa cảm quan người tiêu dùng là thịt vẫn còn tươi. Do đó, khi mua thịt, người tiêu dùng cần lưu ý, miếng thịt có tẩm hàn the rất tươi, cầm thấy cứng nhưng khô, thớ thịt săn, không dính. Khi cắt sâu vào bên trong, thịt khá nhũn, chảy dịch, có mùi, có độ đàn hồi kém. Trong trường hợp người bán còn pha phẩm màu với máu lợn để thoa vào miếng thịt cho thịt đẹp như thịt tươi. Loại thịt này khi rửa sẽ chuyển màu nhợt và có mùi tanh rất khó chịu. Thịt
mỡ, có màu vàng cũng không nên mua. Khi đi mua thịt, bà nội trợ nên chọn như sau. Xem lớp mỡ bên dưới da miếng thịt, nếu lớp mỡ mỏng và lỏng lẻo thì nên tránh. Thông thường, lợn siêu nạc được ăn hóa chất nên lớp mỡ mỏng hẳn đi, có khi dày chưa đến 1cm. Trong khi lớp mỡ của thịt lợn bình thường là khoảng 1,5-2cm. Nhìn màu sắc, thịt lợn có chứa các độc chất ractopamine và clenbuterol thường có màu đỏ tươi khác thường, sáng và bóng. Sờ vào miếng thịt cảm thấy khô ráo, dẻo dính, đàn hồi tốt. Nếu miếng thịt ấn vào lún, dỉ nước thì tuyệt đối không nên mua. Thái miếng thịt ra từng đoạn dày khoảng từ 2-3 ngón tay. Nếu thấy thịt mềm, không đứng thẳng được trên bàn thì rất có thể thịt đã bị nhiễm chất tăng trọng. Quan sát xem chỗ liên kết giữa phần nạc và mỡ, nếu thấy tách rời rõ rệt, đồng thời có nước dịch màu vàng rỉ ra, chắc chắn đó là thịt siêu nạc. Để đảm bảo an toàn hơn nữa, đối với tất cả các loại thịt mua về trước khi chế biến chính thức phải chần bỏ đi nước đầu. Nhưng nếu ngay từ đầu khi chần nước sôi thịt có mùi kháng sinh thì phải bỏ luôn. Khi thái thịt, các thớ thịt bắp thịt nếu có bọc nhỏ màu trắng phải loại bỏ ngay, không được chế biến vì đó là kén sán. Quý vị thân mến, hy vọng với những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị sẽ có thêm những kinh nghiệm để sáng suốt trong việc lựa chọn thịt lợn sạch khi đi chợ, cũng như biết cách luộc thịt đúng nhất, tránh những sai lầm tai hại cho sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.